Em chào em Liêm ha, thì hôm nay thì bên vườn của em có một số mẫu bông trang với bông giấy nữa, em giao lưu tới cô chú bác anh chị gần xa ha. Thì đầu tiên thì em sẽ lên những cái mẫu bông giấy trước, thì cây bên em thì em sẽ báo giá cụ thể từng loại và em bao ship luôn nha. Thì cái mẫu đầu tiên thì em sẽ đánh là số 1, cái gốc của nó là hoành chính, đây là cây giấy ghép ba bốn màu nha anh chị. Ở đây thì nó có ba bốn màu luôn, ở đây là một nè, hai nè, ba nè, cái màu này bên đây. À đúng rồi, cái màu này nè, đây nè, cái màu này nó khác so với màu bên đây ha. Thì cây này được bốn màu nha anh chị, cây này cây giấy ghép ha. Thì đây là em đánh mã số 1 ha. Giá mà em báo tới là cô chú bác anh chị gần xa của mình luôn là 250 ngàn. Mã số 1 250 ngàn em bao ship cho anh chị mình luôn nha. Chiều cao thì mấy cây này form lùn thôi, nó khoảng cỡ 5 tấc 6 tấc ha. 250 ngàn thì em sẽ bao ship cho cô chú bác anh chị mình luôn. Thì giấy á, thì cô chú anh chị mình lưu ý là khi gửi hàng á, nó sẽ dễ rụng nha. Nên là gửi tới cô chú mình nó sẽ rụng khoảng cỡ 20-30% bông, thì cô chú mình cũng đừng có chót ruột nha. Từ từ nó sẽ lên bông lại. Nó đang hoa thì đọt lên tới đâu thì hoa nó sẽ lên tới đó ha. Còn đây là cái mẫu số 2. Mẫu số 2 của nó thì bông cũng rất là nhiều nha cô chú. Cái nhánh này nó bị gãy rồi, em quăng ha. Đây là mẫu số 2 nè. Thì cây này ghép là 4 mối. Thì màu ở trên này hiện tại thì em thấy trên này nhìn sơ qua thì có được là 3 màu nha. Thì 4 mối thì chắc chắn sẽ là 4 màu rồi. Thì cây số 2 này giá cũng là 250 ngàn luôn nha. Em bao ship luôn. Giá rất là rẻ nha mọi người. Tiếp theo thì em lên ở bên đây cái mẫu này, mẫu số 3 nè. Mẫu số 3 này cái form hơi cao hơn chút xíu ha. Em đo thử chiều cao của nó ha. Nó cao là 60. Cây này nó cao hơn những cây kia. Cây này ghép được 3 mối nha, 3 tược, 3 cái bo ghép đó. Thì cây này nó lên thì chắc thì nó sẽ gặp 3 màu rồi. Còn cái màu nguyên thủy của cái gốc của nó là cái màu hồng như thế này ha. Thì đó là nó sẽ được 4 màu, ở trên này ghép màu đỏ nha. Đây là mẫu số 3 nè. Giá cũng là 250 ngàn nha anh chị. Giá rất là rẻ ha, bao ship cho mình luôn rồi nha. 250 ngàn là mình có cây giấy rồi. Và tiếp theo ở bên đây thì em lên cái mẫu này là mẫu số 4 nha. Mẫu số 4 ở đây thì ghép là được 4 mối ghép ha, 4 mối ghép nhưng mà chắc là 5 màu nha, tại vì cái màu gốc của nó một màu nữa thì nó sẽ được là 5 màu đó. Thì chiều cao của cây này là 50. Mã số 4. Giấy ghép ha. Đây, cái dáng của nó nè, nó nghiêng về một bên ha, thì mã này cũng là 250 ngàn luôn nha. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên những cây bông trang ha. Thì cái lô này của em thì em lên khoảng mười mấy mã số thôi. Đây là cây trang cam Đài Loan nha anh chị. Bông rất là nhiều luôn, anh chị mình xem thử ha. Thì lô này của em á, thì tương đối cái chiều cao của nó là như nhau hết trơn luôn. Em đo một cây đại diện thôi cho đỡ mất thời gian của cô chú anh chị mình nha. Cái thước này nó bị quắn rồi. Chiều cao của cây này là 1m1, tính trung bình như là cây nào cũng là 1m đi nha mọi người. Thoát thân của cây này là 40. Cái hoành gốc của cây này là cái gốc của nó hoành là 8 nha. Gốc của nó hoành là 8 nè. Đó, thì cây này là cây mã số 5 ha. Thì giá hôm nay em báo tới mọi người là giá rất là rẻ luôn, giá thanh lý ở trong vườn ha. Thì cây này giá chỉ có 150 ngàn thôi nha mọi người. 150 ngàn là mình có con cây vậy ha. Trang cam Đài Loan. Rồi, tiếp theo em lên thêm một cây nữa nè. Đây cũng là cam Đài Loan ha, em chỉnh cái này lại xíu nha. Thì những cây tiếp theo này em chỉ đo cái thoát thân với cái hoành thôi ha, tại chiều cao nó tương đương nhau rồi, nó chỉ khác cái tàn thôi. Cây này thoát thân là 50. Cái hoành thì ở dưới đây cái gốc của nó là nguyên một cái bệ rồi, thì em đo cái hoành eo của nó ở trên này thôi ha. Hoành eo của nó ở trên này là khoảng cỡ 8 rưỡi, tính như là 8 ha. Cây này là cây số 6 nè. Thì cây số 6 này giá cũng là 150 ngàn luôn nha. Quay một vòng cho mình xem cái tàn của nó ha. Cây này về mình nuôi lại ha, cây này em thuần chậu nó sẵn rồi. Vậy mình nuôi lại là mình chơi bông thôi, bông rất là nhiều luôn. Tiếp theo ở đây thì cây số 7. Rễ thì anh chị thấy nó rồi, quá trời nhiều rễ luôn nha, chỗ xuống dưới chậu luôn. Chiều cao của cây, thoát thân của cây này là 40. Cái hoành của nó ở dưới này, hoành của nó là 8 luôn nha. Là cây số 7, hoành của nó là 8. Thì cái giá của cây số 7 này cũng là 150 ngàn luôn nha. Mấy cây này về mình đem về mình nuôi lại mình vô chỗ khác ha. Rễ của nó ở dưới nè, anh chị của mình thấy nè, bao sống hết trơn cho mình nha. Những cây này bên em đã thuần chậu hết rồi, sống khỏe hết trơn rồi mới quay lên vô luôn ha. Tiếp theo bên đây là một cây nữa, cây số nãy cây số 7 rồi, bây giờ tới cây số 8 nha anh chị. Cây số 8 này thoát thân của nó là 30. Cái gốc của nó thì nó tương đối là bự nha. Cái gốc của cây này nó tương đối là bự mà em đo ở trên cái hoành eo của nó ở trên này thôi. Hoành eo của nó trên này là 8 rưỡi ha. Cây này là cây số 8 đúng không ta? Cây số 8.
Rồi thì cây này giá cũng là 150 ngàn luôn. Rồi tàn tượng của nó nha. Cây này sau này mình thường chậu lên mình cuôn cái tàn lại nó rất là đẹp ha. Thì cây này của em là mới có cắt cái nhánh nó thôi để cho nó ra tược lại đó. Rồi tiếp theo một cây nữa. Cây này là cây số 9 nha. Xét dưới của em đỏ ở trên ha. Cái hoành thân ở trên của cây này là 7 ha. Thì cái gốc của cái cây này là khoảng cỡ là 8 đó nha. Có thân của nó lên tới đây là 30. Cây này nó có con tược nó cong ngang vậy rồi nó lên nhánh luôn ha. Cái tàn của nó nè. Thì đây là cây số 9. Cây số 9 này giá cũng là 150 ngàn luôn. Rất là rẻ ha. Rồi tiếp tục ở bên đây là cây này là mẫu số 10. Mẫu số 10 này cái gốc nó cũng bự nè. Cây số 10 này hoành 10 luôn. Cái hoành bự hơn những cây kia nha. Khó khăn là 50. Đây, mã số 10. Khó khăn là 50 ha. Hoành của nó là 10. Giá là 150 ngàn. Giá rất là rẻ, bao ship tới cô chú anh chị mình luôn. Cây này là mã số 11. Thì những cây này những cái lá nó hơi vàng chút xíu là tại vì em chưa có vô phân nó kịp nha. Nó nhiều quá em làm không sể, chưa có vô phân kịp gì mình tưới phân lại là nó xanh lại chứ không có sao hết ha. Hoành của nó là 8. Khó khăn của cây này là 50 luôn nha. Đây là cây mã số 11, trên cam này lon. Thì cây này giá cũng là 150 ngàn luôn nha. Đang có bông hết, cây bên em là cây nào cũng có bông hết trơn nha. Em để nó xa xa ra để mình dễ thấy ha. Thêm lên một cây trắng đi. Đây em còn sót là một cây trắng nè. Cây trắng này là mã số 12. Thì cây trắng này nó được cái là nó có cái củ nó tròn do ở dưới này luôn nha. Đó, nó có một cái củ nó phù lên luôn. Thì bữa hổm anh chị nào mà mua chưa có được thì mình có thể tham khảo lại nè. Hoành của nó là 9. Tóc thân thì xíu này khoảng cỡ 7 tới 8 thôi. Chiều cao của cây trắng này em đo thử luôn ha. Nó là 1,1. Cây trắng này về mình nuôi lại. Cây trắng này giá là 150 ngàn. Mã số là 12 ha. Rất là đẹp nha, bữa hổm có anh chị nào hỏi mà em quên, em chưa có bán mà em nói em bán rồi em quên, anh chị có xem được thì anh chị có thể mua lại ha. Rồi tiếp theo bên đây là mã số 13. Cam này lon. Cây này nó hơi bị nghiêng chút xíu ha. Thì để em cầm nó luôn đi, em cầm nó em đo luôn cho nó nhanh ha. Cây này cái phân cái bầu của nó em vô không có đồng nên nó hơi nghiêng chút xíu. Góc của nó hơi quạnh như đây là 8,5 nè. Nó có cái rễ luôn nha, cái rễ nó phù lên luôn nè. Mấy cây cam này lon đa phần có rễ hết ha. Thoát thân của nó là 30, tại vì phân của em vô nhiều quá nên là nó bít lại cái bộ rễ của nó. Đây. Thì cây này mã số 12 ha, giá là 150 ngàn. Hàng thanh lý nên anh chị mình nhanh tay lên nha. 150 ngàn. Anh chị mua thì anh chị lưu ý là em có báo mã số từng loại trong từng ngày luôn ha. Thì anh chị coi được cái clip này, thí dụ 1-2 ngày sau thì nhớ nhắc là cái ngày mấy nha, để em nhớ cái mã số hôm đó nó còn không ha. Đây là mã số 13 nè. Cây này là cây cam Đài Loan nha. Cái gốc cây này nó bự. Gốc cây này ở dưới đây là hoành 12 ha. Hoành gốc là 12, hoành eo là 8. Gốc thân của nó là 35. Lá của nó hơi vàng chút xíu ha. Lá nào chết thì mình ngắt bỏ nha, để nó ra lại cái tự khác cho mình. Đây, cây này mã số 13, giá là 150 ngàn luôn, trên cam Đài Loan. Thì em nói nhanh quá, anh chị nào mà xem không kịp thì kết bạn Zalo với em, chụp hình em gửi lại cho anh chị mình xem tham khảo nha. Ở đây là mã số 14 nè. Góc hoành của nó là 8 nha. Góc thân là 45. Cây này cái tàn của nó hơi ít chút xíu ha. Cây này về mình nuôi lại. Cây này nó bị gầy, em xịt gầy nó chết rồi anh chị, nó bung xuống nè. Đây, mã số 14 thì em báo giá luôn, cũng là 150 ngàn luôn nha. Hàng thanh lý giá rất là rẻ. 150 ngàn mà bao ship luôn nha anh chị. Thì anh chị mua mấy cây lớn mình biết rồi ha. Phí ship nó tầm khoảng cỡ 7-80 ngàn một cây như vậy nha. Nó nặng nha, tầm 5-6 kg á. Cây nó lớn gói nó cũng khó ha. Đây là mã số 15. Cái góc của nó hoành là 7,5 ha, tính như 7 thôi. Cây này cái hoành hơi nhỏ hơn mấy cây kia xíu, khó khăn là 50. Mã số 15.
Thì giá của cây này cũng là 150.000 luôn nha. Hàng bên em cây nào cũng có bông có nụ hết trơn nha anh chị, mình mua hàng cứ yên tâm ha. Cây số 16 thì em lên một cây tím sen đi. Tím sen lá chung, cây này rất là bự nha anh chị. 16 nè. Cây này cái tàn rất là bự luôn, em dang tay ra cho anh chị mình xem nè ha. Đó, cây nó đang lên nụ luôn. Hàng thuần chậu nha, hàng tím sen lá chung nè. Em đo cái gốc của nó cho anh chị mình tham khảo thử, cái cây này ở quanh nó sát dưới nha. Tím sen lá chung này cái hàng bự mà ở ngoài cũng rất là ít nha anh chị. Thì cái gốc của cây này nó quanh là 8 á. Xa quá, quanh 8 nha. Thì cái tím sen lá chung này bên em giao lưu tới anh chị mình giá là 200.000 em bao ship luôn nha. Giá rất là rẻ nha anh chị. Nuôi được cái tàn về rất là lâu rồi nè. Đó. Tím sen thì cây bự ở ngoài cũng rất là ít nha anh chị. Tím sen lá chung nha. Giá là 200.000 ha, mã số 16. Rồi ở bên đây là mã số 17, là một cây chen cam đài loan tiếp tục. 17. Cây này nó có được cái bộ đế luôn nè, chị mình tham khảo thử nha, nó nguyên một cái bộ đế nó lòi lên luôn nè. Thì em đo cái quần eo ở trên này ha, quần eo ở trên này là gần 7 nha, còn chút xíu nữa là 7, tính như 7 đi nha anh chị ơi. Cái này thoát thân là 55. Đó, cây này có nguyên cái bộ đế luôn, mã số 17. Mình tưới nước, mình xả xuống chút xíu là lòi rễ lên hết ha. Mã số 17 này giá cũng là 150.000 luôn nha anh chị, chen cam đài loan ha, thường chậu cho anh chị mình hết trơn. Bên này là cây số 18. Cây này rễ nó xuống tới dưới luôn nè, anh chị mình cứ yên tâm ha, tại vô khoăn không có kịp nên là lá nó hơi vàng nha. Vì mình tưới phân là nó sẽ xanh lại 3-4 ngày thôi. 18 này cái hoành của nó, hoành của nó là 7 nha anh chị, thoát thân là 38. Đây là cái mã số 18 ha, đang có bông rất là nhiều luôn. Thì cây này giá cũng là 150.000 luôn, bao ship cho anh chị mình luôn nha, giá rất là rẻ. Ở đây cây này mã số 19. Đó. Thì em đo cái hoành của nó cho anh chị mình tham khảo. Cái hoành của nó ở dưới này là 10 nha. Thoát thân là 45. Thì cây này thì cái tàn của nó hơi nhỏ chút xíu ha, giờ mình nuôi lại thêm từ từ nó ra, cây đã thuần chậu sẵn. Cây này giá cũng là 150.000 luôn, bao ship cho anh chị của mình ha. Thì hôm nay thì em có 19 mã số, anh chị nào muốn mua cái mã số nào thì cứ gọi trực tiếp qua em. Thì clip thì em có báo ngày ở trên cái video luôn, anh chị mình mua ví dụ mà 3-4 ngày sau mình xem được, nhớ báo cái ngày ha. Thì để em coi lại mã số của ngày hôm đó nó còn không. Thì cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video của em. Chúc anh chị xem video vui vẻ ha.